Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ mới đây thì gây tranh cãi vì nghỉ phép chăm con mới sinh khi đất nước chìm giữa cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ nghỉ phép 2 tháng chăm con giữa lúc cả nước đang chìm trong cuộc khủng hoảng vận tải. Buttigieg là người đồng tính đã nghỉ phép chăm con từ giữa tháng 8 sau khi cùng chồng là Justin chào đón hai em bé sơ sinh mới nhận. Đợt nghỉ phép của Buttigieg trùng với thời điểm xảy ra khủng hoảng chuỗi cung ứng tại Mỹ. Phản bác lại các chỉ trích, Bộ trưởng Buttigieg cho rằng nhiều người không hiểu khái niệm bú bình chứ chưa nói tới nghỉ phép dành cho người bố. Chính quyền hiện nay là chính quyền ủng hộ những người muốn chăm sóc gia đình. Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng bày tỏ những người như Buttigieg đang trở thành hình mẫu về tầm quan trọng của trả lương, nghỉ chăm con cho những người mới trở thành cha mẹ. Đạo luật nghỉ phép gia đình và nghỉ ốm của Mỹ cho phép bố mẹ vừa mới có con được nghỉ phép 12 tuần không hưởng lương mỗi năm. Chính quyền Biden đang thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật cho phép người lao động được hưởng lương trong 12 tuần nghỉ phép này. Năm ngoái, thì Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản thông báo xin nghỉ phép để chăm sóc con đầu lòng mới sinh, một điều mà đàn ông Nhật Bản ít khi dám làm vì áp lực công việc. Ngay cả tại Việt Nam, cũng ít lao động nam xin nghỉ thai sản khi vợ sinh con. Thưa quý vị, trong khi hàng tỷ người trên thế giới còn đang mong đợi được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, thì tại Mỹ, 15 triệu liều vaccine đã bị vứt bỏ vì quá hạn sử dụng. Tình trạng bất bình đẳng này càng bộc lộ rõ khi mới đây, một vườn thú ở bang Florida, Mỹ thông báo sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cả động vật. Vườn thú Zoo Tampa ở thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ thông báo sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho một số động vật có nguy cơ lây nhiễm virus cao. Đứng đầu danh sách là đười ươi, vượn cáo, cầy mực, hổ và chồn hôi, tiếp theo là hiêu. Vaccine được sử dụng là loại vaccine đặc biệt được phát triển dành riêng cho động vật. Vườn thú đã nhận được tổng cộng 220 liều vaccine được tài trợ miễn phí từ một công ty thú y toàn cầu có tên là Jotic. Cho đến nay, đã có 30 con vật được tiêm liều vaccine đầu tiên và không có con nào bị phản ứng với mũi tiêm. Những con vật trong danh sách sẽ được tiêm liều thứ hai sau khoảng một tháng. Theo kế hoạch, vườn thú sẽ tiêm phòng tổng cộng 93 con vật trong vòng 2 tháng tới. Thưa quý vị, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa thúc đẩy một dự luật nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc có những hành động liên quan đến hoạt động tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dự luật với tên gọi đầy đủ Đạo luật trừng phạt về Biển Đông và Biển Hoa Đông do Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng hòa bảo trợ và nhận được sự đồng thuận từ cả hai đảng. Sau khi được thông qua tại Ủy ban, dự luật sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại toàn thể Thượng viện. Nếu được thông qua, đạo luật trừng phạt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ cho phép chính quyền Mỹ tịch thu các tài sản tài chính ở Mỹ của các đối tượng bị trừng phạt, thu hồi hoặc từ chối cấp thị thực cho bất kỳ ai dính líu đến các hoạt động hoặc các chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định tại các khu vực thuộc Biển Đông. Dự luật yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ báo cáo Quốc hội mỗi 6 tháng xác định bất kỳ cá nhân hoặc công ty Trung Quốc nào dính líu đến việc xây dựng hoặc phát triển các dự án bất hợp pháp ở Biển Đông. Các hoạt động trái phép được đề cập trong dự luật gồm cải tạo đất, xây đảo nhân tạo, xây hải đăng và cơ sở hạ tầng liên lạc di động. Thưa quý vị, Triều Tiên mới đây đã xác nhận phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin vụ phóng do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện vào ngày 19 tháng 10. Loại tên lửa được phóng từ tàu ngầm thế hệ mới, trong đó có nhiều công nghệ dẫn đường tiên tiến, sẽ góp phần to lớn đưa công nghệ quốc phòng của Triều Tiên lên một tầm cao mới và nâng cao năng lực tác chiến dưới nước của Hải quân. Trước đó, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được thực hiện từ vùng biển gần Simpo, gần căn cứ tàu ngầm của Triều Tiên. Trước động thái của Triều Tiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn, trong đó bày tỏ lấy làm tiếc về vụ thử, đồng thời kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán. Động thái của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi các đặc phái viên của Mỹ và Hàn Quốc gặp nhau tại Washington để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong khi các tư lệnh tình báo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang gặp nhau tại Seoul thảo luận việc chia sẻ thông tin, tình báo liên quan.
Thưa quý vị, sau một thời gian dài tạm lắng đi thì nỗi lo về đại dịch COVID-19 đang quay trở lại với nước Anh khi số ca tử vong trong ngày đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Đồng thời, số ca mắc mỗi ngày trong vài ngày qua luôn ở mức trên 40.000 ca. Một số liệu đáng lo ngại khác là số bệnh nhân phải nhập viện cũng tiếp tục tăng ở mức trên 10% so với tuần trước. Tất cả các số liệu về số ca mắc, ca tử vong hay ca nhập viện tại Anh hiện nay đều cao hơn đáng kể so với nhiều nước khác tại châu Âu và cao hơn 60% so với cách đây một tháng. Giới chức Anh hiện đang theo dõi chặt chẽ biến thể Delta Plus có chứa các đột biến khiến virus có khả năng tồn tại cao hơn và là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại nước này. Hiện tại, sau một thời gian đầu tăng tốc, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Anh cũng đã bắt đầu chậm lại trong vài tháng qua. Hiện có khoảng 67,7% dân số Anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và khoảng 73,7% đã tiêm 1 mũi. Trong số các kịch bản về dịch bệnh COVID-19 trong mùa đông này tại Anh, một số chuyên gia lo ngại nước Anh có thể sẽ ghi nhận con số nhiễm 100.000 ca một ngày hoặc thậm chí là cao hơn trong mùa đông. Sân bay Fiumicino tại Rome vắng lặng trong những ngày này khi hãng hàng không quốc gia Italia Alitalia tuyên bố phá sản. Trên các chặng đường bay nội địa ngắn, hầu như không thấy bóng dáng hành khách xếp hàng. Tôi chỉ sử dụng dịch vụ hàng không khi bay ra nước ngoài. Để di chuyển trong nước, có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, ví dụ như tàu cao tốc. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự sụp đổ của Alitalia, nhưng nó gần như là điều hiển nhiên với cách phát triển như ngày nay. Alitalia là hãng hàng không lớn nhất Italia với 75 năm hoạt động trong ngành. Tuy nhiên, Alitalia bắt đầu không có lợi nhuận từ năm 2017 và đến tháng 3 năm 2020 thì bị chính phủ Italia tiếp quản lại hoàn toàn. Sau đó buộc phải tuyên bố đóng cửa vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Từ năm 2000 đến năm 2020, Alitalia chưa hề có kết quả kinh doanh khả quan. Hầu như năm nào báo cáo kinh doanh của Alitalia cũng là thua lỗ. Bởi vậy, việc hãng tuyên bố phá sản là điều sớm hay muộn mà thôi. Cái kết không có hậu của Alitalia có nguyên nhân bắt nguồn từ sự phát triển vượt trội của ngành đường sắt trên khắp châu Âu trong vài thập kỷ trở lại đây. Nếu như 10 năm trước, muốn đi từ Rome tới Milan, các hành khách chỉ có thể sử dụng máy bay và tốn hơn 3 tiếng cho cả thời gian chờ đợi, làm thủ tục rồi gửi và lấy hành lý. Thì giờ đây, với tàu cao tốc, hành khách chỉ mất khoảng 2,5 tiếng để đi từ Rome tới Milan mà không cần phải đến trước làm thủ tục. Ngoài ra, vé tàu cao tốc còn được chính phủ trợ giá, nên không quá cao so với các quốc gia khác như Pháp, Đức, Thụy Sĩ. Số lượng khách đi tàu tăng vọt từ 1,8 triệu trong năm 2008 lên 7,3 triệu trong năm 2018. Rome đến Florence và Venice là những chuyến du lịch bằng tàu phổ biến nhất, dù đã từng là những chuyến bay chính của Alitalia. Đầu tư hiện đại và hợp lý, quy hoạch các sân ga nằm trong nội đô thuận tiện đi lại. Ngành đường sắt tại Italia nói riêng và châu Âu nói chung đang vươn lên chiếm lĩnh thị phần của hàng không và các ngành vận chuyển khác. Nếu không sớm có thay đổi, có lẽ những chuyến bay nội địa hay trong nội khối EU sẽ chỉ như những chú chim bó cánh. Và rồi cái gì đến với Alitalia ngày hôm nay sẽ là cái mà hàng không ở EU có thể phải chứng kiến ngày mai. Thưa quý vị, được mệnh danh là vua của các loài thảo mộc và có thời kỳ ra hoa kéo dài đến 7 năm, Thiên Sơn Tuyết Liên được nhiều người trân quý như vàng. Sở dĩ gọi là Tuyết Liên bởi loài thực vật này có thể sinh trưởng, phát triển và ra hoa ngay cả trong thời tiết cực kỳ lạnh lẽo trên núi đá cao vời vợi. Và vùng núi cao Tây Tạng khắc nghiệt chính là môi trường phù hợp để loài hoa này nở rộ. Những đồi thấp dưới chân dãy núi Himalaya rất xanh tươi và tùm. Nhưng càng lên cao càng ít cây cối hơn. Vùng núi cao rất lạnh lẽo và lộng gió. Ngoài ra, tia cực tím vô hình cũng rọi xuống từ trên cao. Khi cảnh vật trở nên ảm đạm, các nhà thực vật học tìm thấy một vật thu hút. Giống như ngọn đuốc soi tỏi trong sương mù. Đó là tuyết liên. Tôi đã tới nhiều nơi, nhưng mẫu vật ở huyện Á Đông là cụm tuyết liên lớn nhất. Anh có phấn khởi không? Tất nhiên là có chứ. Rất hiếm thấy nhiều hoa tuyết liên như vậy phủ kín cả sườn núi. Các nhà thực vật học cho rằng đây là cách chúng sống sót trước gió mạnh trong vùng. Nhưng điều đặc biệt nhất là những chiếc lá màu vàng nhạt này. Chúng không phải là cánh hoa. Các nhà thực vật học gọi chúng là lá bắc. Những chiếc lá bắc mỏng như giấy và trong suốt này không có diệp lục.
Chúng bao quanh bông hoa trong suốt quá trình phát triển. Sau đó lá bắc rơi xuống đất khi quả và hạt hình thành. Đó là bí quyết sinh tồn của tuyết liên. Loại lá này có kết cấu giống sáp và một lớp biểu bì, nhờ đó nó không bị ngấm nước mưa. Các nhà khoa học phát hiện lá bắc có thể ngăn tia cực tím, nhưng cho phép ánh sáng và hồng ngoại truyền qua, đồng thời giữ lại nhiệt, giống như cấu tạo của nhà kính. Có nhiều nghiên cứu về nhiệt độ trong và bên ngoài nhà kính tí hon này. Nhiệt độ bên trong có thể ấm hơn vài độ so với bên ngoài. Hơi ấm thúc đẩy thụ phấn và phát triển hạt. Đối với côn trùng, những cây này có thể là nơi trú ẩn ấm áp duy nhất trong môi trường khắc nghiệt. Anh có thấy những thứ màu trắng này không? Đây là trứng của côn trùng. Ấu trùng ăn hạt có thể gây hại, nhưng điều đó không thể so với lợi ích thụ phấn mà côn trùng đem lại. Khi lá bắc cuộn vào nhau, gió không thể lọt vào bên trong và giúp cây thụ phấn. Nhưng khi côn trùng giống như kiến bò vào, chúng có thể đưa phấn hoa tới bông hoa khác.